Hello. Đi dạ. Con gái rượu. Dành và trời. Kính chào đại gia đình mình nha. Ổn rồi. Thằng Thế nó đeo theo nó câu nó phá mình quá trớn. Bữa nay hợp tác ba đứa câu nó lại một bữa. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Đúng rồi đó tía. Con đang mong chờ coi cái mặt của ổng mà bị trôn á. Nó mắc cười dữ lắm luôn á. Trời ơi, chuyến này mày tới số rồi. Ông ơi, một chú chị. Cô chú chị nào mà ký ý tưởng con tí hay hay á. Nhớ cầm này nó vui. Mày nói gì à? Biết. Mới khóc này không tặng hả mày? Mày muốn câu nữa không? Ngô tía, con nói giỡn thôi. Con nói giỡn. Tạo mà thấy cảnh này chắc khóc thét quá. Được rồi, được rồi. Coi thì miếng nước không? Gì, phải bỏ nước vô thì sao? Đó, đó, ít thôi, quậy, quậy, quậy ra. Ra. Đó. Bột. Trừng đổ ra hết. Đổ hết. Này nào. Ờ, anh đổ hết luôn. Chưa nguyên bịch luôn. Đây là mình sẽ... Nó tẩn tới già. Sẽ... Đổ sình xong mình đổ bột. Đây. Đây kiến vàng nó đầy đủ luôn. Bộ ba kiểu này biết tạo máu chịu nổi không nữa. Đó, ngon lành luôn. Vậy đồ cần tạo không để ý đâu. Để ý rồi. Còn cái này. Cái này phải. Chia làm sao? Mì rối vậy hả? Dây này chút là anh phải quấn lẹ lẹ chút xíu nha, chứ để thôi người ta phát hiện là tiêu hết. Núp dây chứ. Rồi để em đứng đây em coi thử tôi thấy không. Anh núp đây. Cũng hơi thấy xíu á. Để này cao cao lên thế này được không ta? Cái này cao cao lên chứ. Lột xong máu. Từ từ nha, nhớ ôm vô cái cây đứng cái chắc chút xíu nha. Rồi ok, vậy ổn hơn rồi nè. Rồi, thấy ổn áp luôn. Rồi giờ là chờ tía vụ tảo số. Để em lên canh này, anh mới đem nấp đi. Tảo ơi. Tảo. Mở đây là mất tiêu bà. Tảo ơi. Hả? Khỏe vậy? Gì dạ? Mày coi leo qua chuồng bò lấy cái thang đi xuống dưới mấy cái dừa cao dưới hái lên để dành nốt. Thì mấy cái dừa này không hái thì đi lên xuống dưới hái dừa cao. Dừa này mới đốn đó, đâu còn đâu có mấy cái dừa cao á, kêu nó đốn mà nó làm biến nó không leo nó không chịu đốn nè. Xuống dưới đốn dữ. Để bỏ nó già hết. Bỉ xuống dừa này. Thì cái thang cho bỏ chuồng bò phải không? Không phải đó. Ừ. Lấy đi, đi xuống thì chỉ cho nó. Rồi. Mấy quỷ giống dừa này mốt hả? Mấy dừa cao chứ. Cho bán rẻ nó xíu đi, nó đốt luôn chứ gì. Trời ơi. Đập cực khổ mắc gì bán rẻ. Đó, để lẽ qua lên rảnh đó, coi ngoài nào đó, đốt được đốt hết đi. Mốt bán rẻ nó đi. Vậy chứ giờ cho để nó không hái cho để đi, không ai hái nó cũng già nó cũng có uống được đâu. Ôi trời ơi, già, uống không già cái đó. Nào không được rồi để nào cho bò ăn. Gì đâu mà phải bán rẻ. Công cực khổ. Tao báo nó giờ rồi. Làm gì vậy? Làm gì cái clip hả? Trời thì lâu lâu tao báo xiên đừng bỏ nó vừa quay lại đăng cho cô chú anh chị mình coi. Tao cũng biết tao vừa đó nghe cô chú anh chị. Sao không biết? Tao chứ vừa không biết kêu vừa. Tướng leo dừa nhìn giống khỉ chứ không? Nào đâu ông chỉ không thôi. Mày muốn bỏ cái hoài nào mà hái được thì cứ cắt được cắt hái đi. Bên đây không? Bên đây mấy hoài nữa nè. Bên đây nè. Hoài bên đây chắc non rồi, qua bên đây đi. Ừ, thẳng lên, thẳng lên. Hỏi là cái lưỡi liềm này ở đâu rồi? Thì mày coi mày bốn thử đi, rồi ta lấy lưỡi liềm cho. Ở trên nữa. Không,
Đó, bún của bài đó coi được chưa? Nghe sao? Ừ, được kìa, tao đưa lưỡi liềm thôi. Hả? Để con dặn xuống tới nè. Ờ, thử thôi. Rồi, rồi. Mày xong rồi. Ủa, danh làm gì hả? Danh đâu ra hả? Ủa? Gì vậy? Gì vậy? Bà mẹ đó. Không phải được đâu. Trời chết. Ông, ông giống vậy. Khóa vậy? Kiếm vàng đâu vậy anh? What? Thả ra xuống, thả xuống đây. Đưa thêm đi coi. Kiếm này từ đâu mà có? Cái thằng 11 mà phá tàu này. Phóng xuống à? Giờ đưa thêm không? Phóng xuống à? Ừ, phóng đi con. Con gãy chân ông tôi đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đỡ ra, đỡ ra. Không có sao đâu. Không thiệt đó. Ừ. Kiếm đu được mà. Hai dạng của mày đu được mà. Tôi không gây mày không nha. Đó, đưa nhiều giá lên. Trời ơi, trời ơi. Cái dạng cắn thiệt đó anh. Ừ. Cùng quá. Chọc nữa nha anh. Còn không, còn không? Còn, còn. Nè, bỏ bên kia làm bên kia. Tôi không có gây thủ quá gì không? Xuống luôn. Chơi tôi nha. Ừ. Nha. Đó, đó, đó. Chạy qua đây. Rồi, mang, mang đại đó luôn đi. Bây giờ. Ờ, đúng rồi, anh. Đừng chơi nữa. Rồi, 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 rồi. Không, con thả xuống, con bứt bé vừa non, con trội, con dục hết ha, vậy nha. Ừ, tao cho mày luôn, đã vừa nãy giờ nó không đốn nữa mà, cần gì đâu sợ. Quá không á, trội, dục hết vừa non luôn á. Ừ, chặt đây con, dục đại đi con, bứt đại hết đi. Đâu teo rồi, trốn đâu không teo rồi. Điên căng. Cho mày ở tỉnh, kiến căng. Thả con xuống đi cha, kiến căng anh ấm lên hà. Ui da, ui da, kiến căng thiệt. Ôi, ơi, trời ơi, trời ơi. Ừ, dục cái con, cứ cay cay. Con dục đại đi. Thả xuống đi. Đây, đây, đây. Rồi, bỏ thảo báo đây, thảo báo đây, đang ngồi trong ngóc đây, cô chú vậy. Bố con không kia. Phải, ông đừng có. Ồ. Ông đừng có nói gì, ông đừng chửi con à. Còn cho anh nghe, em không có liên quan gì tới anh đó thân á. Em không đẹp á. Em hợp tác với anh bằng này không? Nè, anh chơi em hang. Đâu làm? Bữa cho mày. Bực máu rồi. Kiến cắn thiệt chứ. Ui da. Kiến cắn, cắn thiệt chứ lại cắn giả rồi. Có kiến nào cắn giả đâu. Kiến rồi. Tê. Ủa, kiến hả? Ừ, theo xuống đây. Lẹ vậy. Rồi, nó đu đã nói rồi đó. Nó nói gì tao không nghe kìa. Danh. Đưa theo xuống đây. Nó kêu gì vậy anh, không nghe vậy anh. Phóng xuống thiệt á, gãi giò là ông nuôi đó. À, thôi được rồi. Bắn theo danh đi. Anh phóng xuống là gãi giò là em chịu á. Gãi giò là tức tiền thuốc băng bột đó. Tao lo hết à, chuyện đó lo nhỏ mà. Báo hôm nay biết bao biết bao nhiêu có nuôi gãy giò có lại vậy. Đó, có nhiêu tiền đâu mà xạo chứ kìa. Đấy á. Phóng đi. Phóng đi. Đi chạy cắn đi. Cắn chút xíu hết chứ gì. Ui da. Ui da, trời ơi. Thả vô rồi. Ở đó đi. Trời, nó bị cắn mạnh luôn da nữa. Đây, tía nhân danh đang ngồi. Cho nóng vậy đã chứ tía. Cảm giác tía làm sao? Được. Trời ơi. Rồi. Ca. Trời ơi. Trời ơi, đu à. Làm gì hả? Tạt con đi tía. Tía. Hai con ơi. Trời ơi, ngồi rảnh đi. Dạ, đừng có hủy kiến vàng rồi nó cắn nè. Nãy giờ nó bò nó cắn mà. Ngồi đã giờ tới chèo đi thì số. Dạ. Cho nó không mình nữa. Giờ nhà mình mới thực hiện kế hoạch B chứ. Chưa. Để cho nó cắn rồi. Cắn cái bộ mình ông á, con không có cắt á. À, ừ, khỏe đâu có gì đâu. Còn ông cắt không? Ông cắt luôn á, con không cắt nữa. Nhỏ con ơi. Đây thả em coi. Nó còn la lớn quá, còn mẹ. Ờ đúng rồi, còn la lớn quá mà thả vậy. Còn hình như kiểu này là mình chưa có biết xạo tí ơi. Còn lớn miệng quá. Còn 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 gái không? Gái to quá. Chơi nhớ nghe anh. Chơi lẹ đi. Mình phải nói sao cho người ta thả xuống cho mình còn lớn tiếng lớn giọng quá mà sao thả được. Không khóa không nữa. Rồi, sao? Nãy giờ nó cắn nè. Nói sao cho người ta nghe được chứ? Nói sao cho tía tôi nghe lọt lỗ tai với nãy giờ tía tôi cảm thấy không vô được từ nào hết đó. Nãy giờ nó bò tùm lum nó cắn nè. Mang nỉ rồi.
nè, nó kêu gì tao bay tao không nghe, lỗ tai không rời, sao nó lãng quá à? Lỗ tai nó lãng quá, không có kiếm thì mẫu kim vàng nữa, đưa lên ở kêu kêu hoài vậy à? Kiếm cái căng thiệt á, kiếm thì mẫu kim vàng để lên nữa rồi. Giờ thả xuống không? Không thả xuống, thấy vừa chọi à. Thấy vừa chọi xuống à. Đi nó căng, ôi da. Trời trời trời, còn đạp nữa. Còn đá mạnh quá. Con khỏe, con khỏe. Đá rớt gỗ luôn à. Đi nó căng nè. Kiếm thú thiệt cái cô chú chạy trời, em đứng dưới đất mà nãy giờ nó cắn em à. Mấy chân rồi đó. Chết. Tên. Ở đó cho mát. Nắng rồi chết mát. Dân chứ vừa mà đường ngồi nó cho vừa cái chút xíu mà than hoài à. Dọn leo xuống luôn. Leo đi, leo đi, đi đạp bả gai giờ ai đứt tay đứt chân biết liền. Đứt tay đứt chân em chịu trách nhiệm. Ủa mắc gì chịu trách nhiệm? Rồi ba em nuôi. Ờ thì bình thường cô cũng nuôi mà. Thôi nó nhảy xuống như mất rụng vậy chứ có gì đâu. Dữ nóng dữ lắm, nằm nuôi nó tháng cùng. Nhảy cho con. Nhảy xuống thử, leo xuống. Leo xuống cho kẹo gai nó hốt. Ngồi đây luôn. Ngồi đánh luôn đi. Nhiều rồi. Đâu 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 cũng có dừa. Dừa ngọt đi á. Thật chua. Hình như này còn ngon. Dạ. Tiêu gì ấm sùm bay để uống nước dừa ngọt đây. Làm là ấm mà. Giờ mình ngồi đây mình nghỉ mệt chút xíu. Uống nước đi. Nát nữa mình tính. Đó, ngồi đây mình uống dừa. Lâu lâu cho mình tảo báo nhận thấy nó đã gì đâu. Tao làm dắt từ ngồi. Ông Danh. Ông Danh giờ nằm ngủ. Thấy ngồi em ru tả này nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó. Giờ mình thực hiện kế hoạch đây chưa tía? Đợi chút nữa đi. Để, à. Để kêu ổng tay coi ổng sao. Ê! Con muốn xuống không? Ngồi xuống đi, chúng mặt quá nè. Hiện giờ năn nỉ tía tôi đi, tía tôi mới cho xuống chứ ngồi em ru sao cho xuống được. Tía! Chống mặt kìa, chống mặt. Ngồi một xíu chống mặt. Tía! Giờ mày nghe ủng hộ đó, thanh tay lại. Xin lỗi tao đàng hoàng đi, cho xuống. Tận dụng cơ hội. Xin lỗi tía. Xin lỗi tía, 11 con không dám phá tía nữa. Không được, phải phanh tay lại. Nè, con phanh tay xin nè. Xin lỗi tía yêu. Xin lỗi tía yêu. Từ rồi trở về sau con không dám trôi tía nữa. Từ rồi trở về sau con không dám trôi tía nữa. Ừ, vậy đó. Rồi hả, con xuống đây. Lỡ mà còn nếu mà con trôi tía nữa thì sao? Nếu mà con trôi tía nữa là con sủa gâu gâu gâu. Dạ sủa luôn rồi đó. Lấy cái này xuống anh Danh. Bắt hàng lên. Nãy giờ nó bò tùm lum ở trên đây tới ngày nào. Chuẩn bị kế hoạch bền. Sẵn sàng, sẵn sàng. Đó, xuống đi. Xuống từ từ thôi nghe. Từ từ thôi coi chừng té đó. Ông nghe ông khóa tôi nghe ông nhớ nghe. Tôi không có làm gì ông tên đó. Tôi hợp tác với ông đồng đội mà giờ tôi với anh em xương máu mà giờ vậy đó. Chúng ta không thể tin mố con nào chứ. Cũng đi. Cái nó cắn nát bấy cái tên nè. Tại da tóc chảy ta nè. Xuống từ từ thôi. Trời, nó sợ luôn á. Nãy giờ nó để cho cắn đã rồi giờ nó sợ chồng nó. Dạ. Tiếng nè, tiếng vàng nó còn bò ở đây luôn nè. À. Xin giấy chứ cơ. Má không à. Ê sao? Ô 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
hả bạn? Cái này mới là màn chơi thật sự nè bạn ơi. Bạn ơi. À, không nhớ nha ông Vinh. Đưa mặt cái con coi. Đưa mặt lên coi. Hello. Hello, hello. Để đẹp rửa chi. Này về tắm 7 ngày 7 đêm cũng chưa hết túi nữa. Biết sình này nãy múc đâu không? Hả? Biết sình này nãy múc đâu không? Đi. Dưới cái ao mà thả vịt á. Uống này. Ai kêu? Chọc người ta thì cũng có ngày mình chọc lại thôi bạn ơi. Tắt đi. Mày đặt giận hờn nữa chứ. Tắt đi. Lúc mấy người cho anh tôi á, sao mấy người không nghĩ tới cảnh này đi? Đúng không? Lúc mấy người cho anh tôi không nghĩ tới cảnh này đi. Tía vô gần này chơi cứu quá mạng luôn cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị mình clip sau nha. Em chơi lại.